Hello mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người cách mà mình làm món bánh chuối vỏ giòn. Nguyên liệu gồm có 200g bột mì, 50g bột gạo, 25g đường. Sau đó mình sẽ trộn đều hỗn hợp lên nhé. Ở đoạn này mình bị quên mất một thành phần, đó là bột nghệ. Và một chút nữa mình sẽ cho vào sau nhé. Sorry các bạn. Sau khi trộn đều hỗn hợp, mình sẽ cho 500ml nước. Sau đó trộn đều lên cho đến khi hỗn hợp sánh mịn. Thực ra chúng ta có thể không cho bột nghệ cũng được nếu như các bạn không muốn vàng. Còn mình mới cho thêm một ít và một chút vừng, để tí nữa vừng nó sẽ bám vào trong bánh chuối giống như bánh chuối An Giang ấy. Hỗn hợp của mình nó đã sệt như thế này rồi. Bây giờ chúng mình để cho hỗn hợp này nghỉ trong vòng 30 phút nhé. Bây giờ mình sẽ tạo hình cho các quả chuối nha. Hôm nay mình xuống Vinmart thì nải chuối này nó hơi xanh một chút. Nhưng mà nhà mình thì cũng không muốn ăn quá chín, cho nên là với nhà mình thì ok. Nhưng nếu với các bạn thì các bạn sẽ mua loại chín hơn nhé. Bây giờ mình sẽ cho từng quả chuối vào một túi zip. Sau đó mình sẽ lấy một vật gì đó phẳng và nặng để đè lên trên. Bình thường mọi người có thể cắt đôi quả chuối ra nếu chuối to, nhưng hôm nay mình mua chuối bé nên mình không cần phải cắt đôi mà mình làm cả quả luôn. Mình sẽ dùng cái đĩa này để ấn đều tay để cho nó dẹt xuống nha. Đây rồi, quả chuối dẹt như thế này là ok rồi, chúng ta bắt đầu làm nhé. Bây giờ sẽ cho dầu ăn vào chảo. Mình sẽ để dầu ăn ở lửa to và để đầy dầu ăn ở trong chảo, để tí nữa mình rán nó sẽ chín đều màu cả tất cả các mặt nhé. Và đây chính là cách để mình làm cho vỏ cực kỳ giòn này. Sau khi bột đã nghỉ 30 phút rồi, mình sẽ bắt đầu cho chuối vào trong bột. Mình sẽ nhúng chuối vào bột lần đầu tiên như thế này. Đảo đều hai mặt cho bột dính cả hai mặt nhé. Sau đó mình cho chuối vào chảo dầu sôi đã chín già. Mình sẽ chỉ để ở trên chảo khoảng 10 giây thôi. Lật hai mặt đúng 10 giây để cho cái bột nó chưa bị quá chín. Và sau đó mình sẽ nhấc ra và nhúng vào bột lần thứ hai nhé. Bây giờ sẽ tiếp tục làm như thế với lần nhúng bột thứ ba. Bình thường nhúng 3 lần bột là ok rồi, nhưng mà với nhà mình thì thích ăn giòn hơn nên là mình lại nhúng thêm một lần nữa, là nhúng 4 lần nhé. Đây là cách thứ nhất mình làm cho vỏ giòn này. Nhược điểm của cách này là mình phải nhúng đi nhúng lại nhiều lần, và như vậy có thể làm bột rơi ra bếp. Cái bột này nó sẽ cáu ở trên bếp, khá là khó rửa đi nhé. Còn đây là cách thứ hai nếu chúng ta không muốn phải nhúng đi nhúng lại nhiều lần. Cách này thì sẽ không đẹp bằng cách 1. Chúng ta vẫn sẽ cho chuối vào trong hỗn hợp này. Sau đó thì cho vào chảo. Mình chỉ cần để ở chảo một lần thôi, không cần nhúng lại nữa. Để chuối ở trong chảo khoảng 10 đến 20 giây. Sau đó mình sẽ lấy một cái thìa và múc từ từ bột đặt lên bề mặt. Sau đó lật lại để cho chín cái phần bột mình vừa mới đặt lên trên miếng chuối. Làm tương tự với mặt kia của miếng bánh nhé. Nếu muốn vỏ mềm thì các bạn để lửa nhỏ li di hơn một tí, khoảng số 5 hoặc số 6 với bếp nhà mình. Còn nếu mà muốn vỏ giòn hẳn thì mình sẽ để cao hơn, là khoảng số 7 hoặc số 8 nhé. Một mẹo để cho bánh giòn hơn, đó là khi chúng ta đã để bánh chín được một nửa rồi, mình sẽ vớt phần dầu ra một chút và để khoảng nửa lượng dầu ở trong chảo. Ngày xưa khi mà đi ăn bánh chuối ở cửa hàng nổi tiếng ở trên đường Tôn Đức Thắng ấy, mình đã nhìn thấy cô ấy làm như vậy. Cô ấy sẽ để hai chảo dầu, một chảo để rán bánh lúc đầu và một chảo để chuyển bánh sang lúc bánh đã chín sơ rồi. Làm như vậy thì vỏ sẽ được giòn hơn đấy.
Sau khi rán xong, để cho lượng dầu bớt đi thì mình sẽ cho vào nồi chiên không dầu để quay trong vòng 1 đến 2 phút, 180 độ. Việc làm này sẽ làm cho dầu ở trong bánh chuối sẽ bớt đi và khi ăn sẽ không bị ngấy quá. Các bạn hãy điều chỉnh nhiệt độ và thời gian theo cái nồi nhà các bạn nhé. Như nồi nhà mình thì mình dùng nồi Tefal. Xong rồi mọi người ơi, bây giờ chúng mình sẽ lấy bánh chuối ra để xem độ giòn như thế nào nhé. Đây là hai chiếc bánh chuối được làm theo hai cách khác nhau. Với cách đầu tiên thì bánh chuối sẽ đẹp hơn vì là bột sẽ bọc được xung quanh quả chuối. Còn cách thứ hai thì trông nó xấu hơn một tí. Nhưng mà độ ngon thì chắc là không thay đổi đâu. Chúc các bạn thành công với món ăn vặt này nhé. Bye bye mọi người!